Dạ xin chào cô chú anh chị, đến hẹn lại lên thì em cũng xin phép giao lưu tới cô chú anh chị ha. Thì đầu tiên thì em lên mã số 1, vẫn lại là giống như hàng ngày luôn, hai cái tách, hai cái ly tách quay và có dĩa lót ha. Hai cái ly tách này đẹp quá cô chú anh chị ạ. Mới tinh. Viền vàng đủ kiểu hết. Lòng trắng tinh luôn. Rất là đẹp ha. Đây, dĩa lót đây. Rồi dĩa lót mình có đường kính là 14,5. Cái ly tách mình đường kính là 9 cm. Và cao là 6 cm, à, nó cao và to hơn mấy cái trước ha. Rồi mã số 1 em bán 150k nha, giá cũ như hàng ngày thôi. Rồi mã số 2, mã số 2 có 6 cái chén nhỏ, 6 chén này là bằng mica nha cô chú anh chị ha. Đợt này sao nó có trộn vô mica cho mình nữa nè, nhưng mà nó đẹp lắm. Nhìn thì không cầm không búng thì chắc không biết đâu, mà cứ tưởng nó đồ sứ không à, làm giống quá trời. Sáu cái đẹp hết. Rồi đường kính của nó là 9,5, cao là 5,5. Rồi em bán cái này một cái 10k ha cô chú anh chị ha, 6 cái 60k. Rồi em lên mã số 3. Ba cái này quá trời đẹp luôn. Cô chú anh chị nào xem hộp nhãn chốt giúp em ha, ba cái. Nè. Nó đẹp ơi là đẹp luôn. Hàng này mới khui. Sẵn bóng luôn. Rồi đường kính của nó là 13,5, cao là 5. Rồi một cái 60k của chú anh chị, quá trời đẹp cho ba cái này. Tiếp theo là 6 cái dĩa chấm, 6 cái chén chấm hình vỏ sò. Đây, giống như nắp cái con sò rồi. Có ba cái núm nú để giống như cái chân đế ha cô chú anh chị, để xuống rất là dễ thương. Để nước chấm vô là tuyệt vời. Đó, có 6 cái cô chú anh chị. Đây, nó cỡ là 11 cm, cao là 2,5 cm. Mình có 6 cái ha, 6 cái vỏ sò. Thì cái này là em bán một cái 15k. Rồi tiếp theo là một cái dĩa cũng khá là đẹp. Rồi đường kính dĩa là 20 chẳng luôn. Rồi cao là 4,5. Rồi cái này em bán 60k nha, mã số 5. Mã số 6. Một cái thố rất là dễ thương. Đây, cái nắp nó có cái núm cầm.
Đường kính của nó là 10 cm, cao là 6 cm, chưa tính nóc luôn. Đó. Rồi mã số 6 em bán 100k nhé. Giờ tiếp thêm lên mã số 7. Số 7 có 4 chiếc lá bằng thủy tinh của chú anh chị. Rồi. Lá này mới rụng luôn. Bóng lưỡng. Đẹp lắm rồi cô chú anh chị ha. Dày này, cây dày dày cỡ 4-5 ly. Rồi lá dài 16 cm, ngang là 11,5. Mã số 7, một cái 15k của chú anh chị. Số 8 em lên 5 cái tô, 5 cái tô đen bóng nha, bóng lưỡng luôn. Rồi 5 cái đẹp hết của chú anh chị. Rồi đường kính của nó là 14,5, nó cao là 6,5. 5 cái, em có 5 cái ha, 5 cái, 1 cái 40k. Mã số 9 có 3 cái dĩa. Trời ơi, bụi không, mới khui. Chưa vệ sinh nha chú anh chị. Khui ra cái làm liền luôn nên nhìn nó còn hơi bụi bụi. Đường kính của nó là 19 cm, cao là 2,5. Rồi một cái 40k thôi cô chú anh chị. Rồi em lên một cái phố. Phố nó có hai cái tay cầm ngắn ngắn hai bên. Thì chân yến luôn ta. Rồi cái này có đường kính là 12 cm, cao là 5 cm của chú anh chị. Mã số 10 em bán 100k. Giờ tiếp theo là mã số 11. Đây, một cái dĩa rất là dễ thương, hình con cá heo. Giờ đường kính của nó là 22,5, cao là 3,5. Rồi cái này em bán 70k nha, quá đẹp mà. Rồi tiếp theo là mã số 12. 12 thì có 5 cái dĩa nhỏ. Dĩa đẹp nha cô chú anh chị.
Rồi đường kính của nó là 11, cao là 2,5. Cái này em bán một cái 20k nha. Mã này 12 có 5 cái. Đây mã 13. Lâu lâu có hàng độc độc lạ lạ. Đây, nó có đường kính là 11,5, cao là 4 cm. Cái này em bán một cái 30k, còn của chuyên chị hai cái 60k. Mười bốn, một, hai, ba cái. Hai cái này cùng cái này ghép nè cô chú anh chị. Một cái. Cái thứ hai, hai cái này là giống nhau nè, cùng hãng. Rồi, cái này là khác hãng nè. Nhưng mà nó cùng kích thước cỡ cỡ một, cho nó đi chung luôn. Rồi, đường kính trung bình của nó là 17,5, cao là 2,5. Mã 14 này em bán một cái 35k nhé. Mã 15, một tô. Tô rồng. Ba ông rồng. Giờ đường kính của nó là 19 cm, cao là 7 cm. Dạ, tô này em bán 80k nhé. Mã 16. Rồi đường kính đĩa là 19,5, cao là 2 cm. Dạ, cái này em bán 50k. Rồi mã 17. Thiệt tình là bán chứ không biết cái này cặp này gọi là cái gì luôn. Ở đáy nó rỗng luôn nè cô chú anh chị, nó rỗng lên trên. Cái bên trái nhỏ hơn và thấp hơn xíu, giống như này là cặp được cái rồi đó. Cái to này thì còn có đo mili nữa. Rồi cái bên trái là đường kính là 12 nè, cao 10. Cái bên phải là đường kính 13, lớn hơn được 1 cm, cao là 10 10 10.5. Đó. Không biết cái gì luôn. Rồi, em bán đại ha, một cặp này 100k luôn. Cho cô chú anh chị nào mình thích chốt giúp em nha, mã 17. Mã 18, một cái ly. Ly đẹp quá. Rất là dày nè cô chú anh chị.
dày lắm. Rồi đường kính của nó là 7,5, cao là 9,5. Dạ, cái ly này em bán 70k luôn nha, mã 18. Mã 19 hai cái tô Pháp, xứ Pháp. Hàng Pháp về là hàng mới không à cô chú anh chị? Mới tin à? Đường kính của nó là 18, cao là 5. Rồi em bán một cái 45k nha. Cái 4 cái lò thủy tinh này. Cái này mới đẹp, bự về đựng tiêu, đường, muối, bột ngọt cũng được. Được cái là hàng thủy tinh của người ta nó tốt hơn thủy tinh của mình. Có cái này là không có dặn. Rồi, cái này không dặn được nè cô chú anh chị. Rồi 1, 2, 3, 4 cái ha cô chú anh chị. 4 cái này em bán 100k ha, để mình đựng tiêu, đường, bột ngọt gì cũng được. Rồi mã 21. Lên một cặp ly đi. Rồi không được, cái này bị nứt rồi. Nứt rồi. Giờ còn có một cái à. Rồi nứt luôn rồi, cái này nứt luôn rồi. Trời, sorry cô chú anh chị nha. Coi như mã này mình bỏ đi ha. Để em lên mã khác. Nứt hai cái luôn rồi, nãy mình thấy. Rồi mã 21 coi như bỏ đi, mình lên mã 22. 22 một cái tô nhỏ mà đẹp lắm, đẹp long lanh luôn. Rồi đường kính của nó là 13,5, cao là 7. Rồi cái mã 22 này em bán 80k nhé. Mã 23 hai cái này chắc cái dạng đựng đồ chấm cô chú anh chị, mà làm giống như nè, nó dễ thương ghê không? Cái nào cũng có quay chứ, quả trong nó ngăn làm hai nha. Nó ngăn đôi, hàng mới tinh luôn, rất là đẹp luôn. Này cái quay thì chắc bằng nhựa. Rồi, cái này nó có chiều dài là 10-13 nè. Chiều ngang là 11. Và nó cao là 3,5. Rồi một cặp này em bán 50k thôi, bán rẻ cho cô chú anh chị mua về mình dùng thôi. Mã 24 một cái tô cũng nhỏ nhỏ mà dễ thương. Rồi đường kính là 14 cm, cao là 4 cm. Cái này em bán 50k nhé, mã 24.
Rồi mã 25, hai cái gạt tàn. Rồi đường kính của nó là 11 nè. Ôi, có cục hít nữa. Cao là 4,5. Rồi mã số 25, hai cái này 70k. Rồi mã số 25 cũng xin phép kết thúc clip em hôm nay ha. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.